Hướng dẫn giảm nhiệt cho mèo khi trời nóng hiệu quả tức thì. Chắc hẳn bạn cũng không thích cảm giác nóng bức khi nhiệt độ lên đến 40 độ C, và mèo cưng của bạn cũng vậy. Dưới đây là hướng dẫn của tiệm mèo Sen giúp bạn giảm nhiệt cho mèo cưng khi trời nắng gắt. 1. Chăm sóc lông mèo. Lông mèo dày có thể làm cho mèo cảm thấy nóng hơn. Hãy chải lông mèo thường xuyên để giảm bớt lượng lông, hoặc cắt tỉa bớt cho mèo cảm thấy bớt nóng khi thời tiết 40 độ C. 2. Đệm lạnh. Mèo sẽ thích một chiếc đệm lạnh. Bạn có thể mua một chiếc đệm gieo mát, hoặc đơn giản là đặt một chiếc túi trường đá lên giường mèo. Mèo sẽ cảm ơn bạn đấy. 3. Thêm đá vào nước uống. Bỏ một vài viên nước đá vào chén nước của mèo. Điều này không chỉ giúp nước mát hơn, mà mèo cũng có thể thích khều khều viên đá lạnh nổi bồng bềnh đó. 4. Bể vầy mini. Hãy tạo một bể vầy mini cho mèo cưng. Chỉ cần một khay rộng đầy nước mát và để bên cạnh mèo, nó sẽ lững thững vừa uống, vừa nhúng chân vẩy nước tung tóe. Cách này vừa làm mát đệm chân mèo, vừa tạo ra trò chơi giải nhiệt cho mồn lèo nhà bạn. 5. Làm kem từ pate mèo. Lấy pate mèo ưa thích, làm thành hình que kem và cho vào tủ lạnh. Khi que kem đông cứng, mèo sẽ có một món ăn mát lạnh, vừa ngon vừa sung sướng. 6. Quạt mát mẻ. Đặt quạt ở nơi mèo thường nằm, cơn gió mát mẻ sẽ làm cho mèo đỡ mệt và quạo hơn trong thời tiết nóng nực. 7. Buổi picnic dưới bóng cây. Nếu bạn có khu vườn nhỏ, hãy đặt nhiều cây xanh trong vườn để mèo vừa được đi chơi, vừa có thể trốn tránh cơn nóng. Nhớ rằng, giống như chúng ta, mèo cũng cần nhiều nước hơn vào những ngày nắng nóng. Hãy thay nước thường xuyên để mèo luôn có sẵn nước sạch uống nhé. Chúc bạn thật vui khi cùng bé cưng trải qua những ngày mùa hè.